kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn hoàng diệu hùng chiều ngày 2 tháng 1 năm 2020 của tôi thưa quý vị mấy ngày hôm nay trên Washington DC người ta bàn tán nhiều về vài vụ kiện vụ kiện thứ nhất là vụ kiện của ông Eric Kummer là giám đốc về kỹ thuật cho công ty Dominion Voting System kiện Ủy ban tranh cử Tổng thống Trump, kiện bà Sidney Powell, kiện ông Rudy Giuliani, kiện các cơ quan truyền thông cánh hữu như là One America News Network, kiện Newsmax, kiện luôn cả Fox. Một số cơ quan truyền thông cánh hữu trong tuần trước đã nhẹ nhàng xin lỗi công ty Dominion Voting System, rồi bây giờ đó là cách đây tuần trước luôn thì có một dân biểu liên bang mà là đảng Cộng Hòa ở Texas tôi là ông dân biểu liên bang Louis Gomer từng là chánh án lại đâm đơn kiện ông phó tổng thống Mike Pence cho rằng là kỳ này ông Mike Pence không nên đứng ra để mà kiếm phiếu nó gây những cái sự xáo trộn và quan tâm của nhiều người hai vụ kiện này có bao giờ có bao giờ có ảnh hưởng lớn trong ngày đếm phiếu ở tại lưỡng viện ngày 6 tháng 1 hay không? Tôi sẽ bình luận chuyện này, nhưng trước khi bình luận xin quý vị theo dõi với tôi 30 giây nhạc hiệu. sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về thưa quý vị khi tôi còn đây học là sinh viên trường luật thì thầy giáo của tôi có nói một câu nói mà tôi nhớ tới bây giờ. The USA, this country, is a sewer sure bastard country. Nước Mỹ, cái quốc gia này là cái quốc gia mà cái chuyện gì cũng kiện hết. Sewer sure bastard là như vậy đó. Là cái chuyện gì cũng kiện hết đó. Nhưng mà kiện là một chuyện, kiện thắng hay không là một chuyện khác, kiện, rồi bị người ta kiện ngược lại nữa chứ, nó cũng khổ thế. Rồi còn có những cái cảnh mà Mỹ nó gọi là cross claim là do những cái gì đó người ta nhảy vào nữa, cho nên kiện là một chuyện, thắng hay thua là một chuyện khác. Thí dụ gọi như là kiện, có những người kiện xong rồi nó lòi ra là giả. À không có bằng luật sư rồi kiện rồi lòi ra rằng là ăn cắp tắc phẩm với người khác nên cái quyền đi kiện lúc đầu là có nhưng mà trong vụ kiện nó tiến hành thì nó không có đơn giản thôi quý vị nó sẽ lòi ra đủ thứ hết nếu mà người ta còn kiện ngược lại nữa thì càng càng chết nữa rồi có những vụ kiện tới cái chợ cái gọi là chưa tới cái chỗ mới mới là gắt xe thôi mới là gác xe thôi đã bị đuổi rồi. À, như trường hợp của ông dân biểu Louis Gomez đó, mà kiện phó tổng thống Mike Pence đó, thì thật ra ngày hôm qua đó là chánh án liên bang đã đuổi rồi. Tới cái chỗ mới vừa mới gác xe vô là đuổi liền lập tức. Còn cái vụ kiện của ông Eric Kummer đó thưa quý vị. Nhiều khi cái người bị kiện á, họ không có muốn là đuổi ngay từ cái lúc mà cái chỗ gác xe và người ta muốn đợi nó vô sâu hơn ở trong nhà rồi người ta kiếm chuyện với cái người kiện. Lúc đó họ ăn tiền hơn. Nên có thể rằng là cái vụ kiện của ông Eric Kummer đó là đang bị dụ vô lún sâu vô đi. Cứ việc việc lún sâu vô thì mới biết được thật giả. Có thể rằng là ngay bây giờ họ có thể rằng làm file cái motion for summary judgment. Là cái 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 đơn mà gọi là đuổi cái vụ kiện nó ra ngay lập tức vì họ có thể chứng minh được một số chuyện mà ông Eric Kummer không có chứng minh được tôi sẽ đi sâu vào cái chuyện đó nhưng mà có thể ủy ban tổng ủy ban tranh cử của tổng thống Trump và tổng thống Trump muốn nhử muốn nhử đi sâu vô hơn vì ở nước Mỹ thì quý vị thủ tục kiện tụng không có đơn giản không đơn giản chút nào hết nếu không biết cái, tưởng mình biết rồi, vỗ ngực xưng tên la lối âm sòm mà nhất nhất là người ta bảo là những cái kẻ không biết luật thì hay la làng la to là mình biết luật lắm thì bây giờ tôi trở lại cái câu chuyện của ông Louis Gomer mà kiện phó tổng thống Mike Pence thưa quý vị. ông này đó là đắc cử dân biểu liên bang của Tử bang Texas, khu vực 1 từ năm 2005. Trước đó ông là chánh án của tiểu bang. Mà ông nói rằng là việc mà tối cao pháp viện mà xử để theo hiến pháp như năm 1876 cho phép phó tổng thống quyết định cái phiếu nào là giữ, giữ phiếu cử tri đoàn được giữ phiếu, nào được bỏ bãi bỏ đó thì nó có tính cách không hợp lệ và nó có tính cách gì đó nó bất lợi chung cho việc nước nhưng mà đó hôm qua tránh án liên bang ở nói là chưa không cái này phải thảy ra nó không có lý do gì hết motion for summary judgment là chỗ đó thôi quý vị bên luật sư của của phó tổng thống Mike Pence là do bộ tư pháp của Mỹ, à, do bộ tư pháp cái người mới, cái người vừa mới gọi là quyền quyền tư pháp á, phải chỉ định cái người để bảo vệ cho phó tổng thống Mike Pence theo đúng hiến pháp thôi. Mà hiến pháp thì giao cái quyền ông ông phó tổng thống làm chủ tọa đoàn á, là cái chuyện rõ ràng từ bao nhiêu ngàn, từ bao nhiêu trăm năm nay ông làm chủ tòa đoàn tiếng anh nó gọi đó là một cái hình thức hình thức ceremonial thôi tức là cái uh, nghi lễ thôi chứ không phải là cái người có cái quyền quyết định hết tất cả mọi chuyện nên giàu ông Louis gomez là chánh án nhưng mà cũng cần phải có một chánh án khác quyết định nó bảo là chứ cái chuyện đó ông nói tầm bảy ông chủ tịch Thượng viện chỉ đứng ra điều hợp chứ không phải là cái người đứng ra quyết định cái số phiếu cử tri đoàn. Cho nên hôm qua đó bên phía, bên phía của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ họ làm cái motion for summary judgment. Thế là cái hồ sơ của vụ án của ông Louis Gomez đã bị đá ra rồi. Nên nó không có một cái ảnh hưởng gì trên ngày mùng 6 tháng 1 này thưa quý vị vụ kiện đó đã bị đá rồi thì không có một sự ảnh hưởng chút nào hết à, kiện thì cứ việc kiện nhưng mà người ta đá ra lẹ lắm vào với cái ngưỡng cửa giữ xe là bị đá rồi chưa nói là kiện ngược lại người ta chưa thèm đúng không còn vụ kiện của ông Eric Kummer đó thưa quý vị ông kiện vào ngày 22 tháng 12 ở tại Denver là vì ông là cái người giám đốc của kỹ thuật cho công ty Dominion mà Dominion thì đặt trụ sở ở Denver, Colorado. Thì họ kiện ở tại Denver, Colorado, thưa quý vị. Ông nói rằng là ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump đe dọa ông rồi đủ thứ hết nói là có sự gian lận. Rồi ông nói rằng là những cơ quan truyền thông cánh hữu như Fox, như là Newsmax, rồi One America Network, rồi gì đó là tung những cái tin nó là bầu cử giả mà không có bằng chứng cho nên nó làm cho ông bị thiệt hại và đó là sự ông gọi là defamation tức là vu khống danh dự của ông thưa quý vị về vấn đề defamation nó không có đơn giản như xưa nữa defamation của mỹ họ bắt buộc phải có một cái là cái chuyện đó đó là it's not the truth cái đã tức là nó không phải là sự thật cái đã rồi cái thứ hai là cái người mà cái người mà mà đi tung tin đó là biết rằng nó không phải là sự thật nữa phải biết luôn phải biết rằng nó không phải là sự thật nếu mà người ta tin rằng nó là sự thật thì cái là là cũng không được thôi phải biết rằng cái người đó phải biết là đó là sự giả tạo giả tạo mà vẫn đi tung tin với sự ác ý with malicious intent cái đó là ba cái tiêu chuẩn đó rất là cao thôi quý vị. cái tiêu chuẩn thứ nhất thì có thể là không cao nhưng cái tiêu chuẩn thứ hai thì nó rất là cao và tiêu chuẩn thứ ba nó còn cao hơn nữa và với một cái malicious intent tôi nói thí dụ có một người thí dụ như nói rằng là cái người đó là cộng sản đi hồi xưa đó là dễ bị tòa xét xử lắm tại vì cái bối cảnh hồi xưa nó khác bây giờ nó khác nhưng mà đó là khi đưa ra tòa đó người đó nói là chứ là tôi tin rằng ông đó là cộng sản mà thì sao cái vế thứ hai đó là người ta tin như vậy mà làm sao mình biết chứng minh rằng là người ta là có không có tin người ta chỉ cần làm cái chứng thể tôi tin mà cái niềm tin của người ta làm sao mình cãi được và vì khi người ta tin như vậy cho nên mình chứng minh cái vế thứ ba nó là với một cái sự ác ý thì rất là khó thôi quý vị nên bây giờ mà kiện một cái defamation đó, các luật sư đó mà chuyên nghiệp đó, cỡ giống như là bên phía của ủy ban tranh cử của tổng thống trump họ có nhiều tiền đó, thì họ làm cái motion for summary judgment rất là dễ họ gài đồ vô họ dễ là họ, họ đuổi ngay từ chỗ gửi xe đó chứ không có không đi đâu xa hết á nhưng mà những cơ quan truyền thông như Fox, Newsmax, rồi One American Network là gì đó, có những cái lời xin lỗi đó là xin lỗi tính cách ngoại giao để bớt cái sự khó khăn thôi chứ không phải họ sợ, họ có gì để sợ hết á. Nhưng mà tại sao cái ủy ban tranh cử tổng thống Trump hay ông Rudy Giuliani là gì đó không có làm coi cái gọi là cái đơn mà đuổi ngay từ cái chỗ gửi xe là tại vì sao thưa quý vị? Tại vì đó cứ thường ủy ban tranh cử đó cứ để cho nhấp vô sâu một chút thì mới lòi ra được thêm nhiều chuyện nói rằng à thí dụ như bây giờ Nó bảo là cái dominion voting system á, bảo không có cái hệ thống mà bị khiếm khuyết á... nó gọi là computer glitch á. thì tại sao ở tại quận hạt Andrew, Michigan 6.000 phiếu bỏ cho Tổng thống Trump nó lại lật ngược qua bên phía của ông Biden rồi bảo đó là xin lỗi là đó là computer glitch vậy thì cái hệ thống của dominion system á, Chứng minh sau đây Rồi người ta cũng chứng minh Như ở tại Georgia đó là Có người thử là bỏ phiếu 6 phiếu no Thì Sau khi scan qua lại đó Thì nó trở thành là 6 phiếu yes Thì bây giờ đó là cái vấn đề Mà gọi là nhiều khi vấn đề chính trị Đảng Dân Chủ Và truyền thông cánh tả mạnh quá đó Coi như lấn ác tiếng nói Bây giờ đó là bên phía của tòa án cứ là phán quyết bất lợi cho tổng thống Trump nhưng mà nếu mà một công ty đó một cá nhân như ông Eric Kummer đó mà ông kiện đó mà ông điều hành về vấn đề kỹ thuật đó, đó là cái chỗ mà bên phía của bà Sydney Power và ông Rudy Giuliani nhắm vào muốn kéo ra để xem thử tại sao cái kỹ thuật mà gọi là tráo phiếu 6 phiếu no thành 6 phiếu yes là sao hay là 6 phiếu yes thành 6 phiếu no 6.000 phiếu cho Tổng thống Trump thì là bay mất qua bên phía của ông Bầu Joe Biden ở trên quận hạt Antrim đó, Michigan đó. nên họ đây họ muốn là gai độ thưa quý vị gài độ cho đi sâu vào hơn chút nữa tại vì Cuộc sử đó có thể rằng là trước hoặc là sau cái ngày 20 tháng 10, tháng 1 thôi một chút xíu thì cái sự cài độ đó họ có thể là kiếm ra được nhiều cái bằng chứng khéo léo hơn tinh vi hơn nên cái chuyện mà gọi là ông Eric Kummer mà kiện ủy ban tranh cử tổng thống Trump ấy, bảo họ sợ thì chắc chắn họ không có sợ thưa quý vị không có sợ nhưng mà có thể họ gài độ thêm thôi họ có thể họ làm một cái đơn gần là cho nó ra khỏi cửa ngay lập tức nhưng mà nó nhiều khi những cái tay lão già tay kinh nghiệm như ông rudy giuliani đó họ muốn gài đổ. vì sao thưa quý vị vì cái chuyện mà gọi là đóng góp vô cho quỹ quỹ tranh cử của tổng thống đó, để bảo vệ cho các vụ án đó. nó lên tới mấy trăm triệu đô la lần cơ mà mà ông Rudy Giuliani đó, ông không phải là cái người mà tính rẻ tiền. Mỗi một ngày mà ông đi đó, thì là ông tính 20 ngàn đô la. Ông cứ biêu thẳng cho Tổng thống Trump là như vậy. Ông biêu thẳng cho Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump cho nên họ không có ngại, họ có đủ dư tiền để họ kiện tụng, họ kiện ngược lại. Chứ không phải rằng là họ sợ đâu. Họ kiện ngược lại. Nhưng mà cái vụ kiện này nó có thể làm cho một số các vị dân cử liên bang hoặc là các vị thượng nghị sĩ liên bang có một chút xíu là gợn sóng thôi gợn sóng tức là e ngại thôi giờ cứ cãi qua cãi lại nhưng mà bảo rằng là họ ngã hẳn thì không có đâu đảng nào cũng cũng theo cái chủ trương của đảng đó các đảng viên đã có cái chủ trương rõ ràng rồi họ không có ngã nghiêng đâu đảng dân chủ sẽ bảo vệ kế cho ông Joe Biden vì đó là quyền lợi và quyền lực của họ thực sự chứ không phải rằng là vì cái chuyện ấy rồi họ sẽ bỏ phiếu ngược lại không có đâu đảng dân chủ sẽ bỏ phiếu cho đảng dân chủ còn một số đảng viên cộng hòa bây giờ nó khổ con cái là cái tính cách nó bị chia rẽ ở dưới hạ viện đó. có một trăm mấy chục một trăm bốn mươi mấy đảng viên đảng cộng hòa ở dưới hạ viện đó, thì đi theo cái hướng của tổng thống Trump nhưng mà nó còn còn có cả mấy chục đảng viên khác họ cảm thấy rằng là chuyện này nó gần giống như là đánh đánh cược quá lớn nên họ e ngại thí dụ như là dân biểu Kissinger ở tại Chicago Illinois thưa quý vị họ không đồng ý nên bảo rằng là vụ kiện của ông Eric Kummer đó có thể gây cái gì đó tiếng vang lại cho Đảng dân chủ thì cũng không phải vậy thôi quý vị. Đảng dân chủ không có ông ấy. Eric Kummer họ vẫn bỏ phiếu theo cái ý của Đảng dân chủ. Còn Đảng Cộng hòa người nào đó ngã theo thì ngã, còn người nào không ngã đó thì họ vẫn đứng với phía tổng thống Trump. Dứt khoát là như vậy chứ không phải là họ sợ cái gì hết đó. Nhưng có lẽ tổng thống Trump đang gài độ bên ủy ban tranh cử của tổng thống trump đang gài độ để mà chuyện không những kiện ngược lại mà còn moi cho bằng được những cái sự kiện gì ở đằng trong của dominion voting system đó là góc nhìn của tôi thưa quý vị vậy thì trở lại hai vụ kiện vụ kiện của ông dân biểu liên bang louis gomez đảng viên cộng hòa đó à, ông ở texas này nè nhưng mà ông muốn lật kèo, ông không muốn theo tổng thống Trump kỳ này nữa, ông muốn đi theo với phía đảng dân chủ. ông ông chính ông lại đi kiện ông phó tổng thống Mike Pence, nhưng mà đã hôm qua tòa án liên bang đã đuổi ông ngay chỗ giữ gửi xe rồi, xong rồi, xong. còn bên vụ kiện của ông Eric Coomer đó cũng có thể nay mai sẽ lòi ra thêm những cái gì đó thôi bảo rằng là ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump hay các đảng viên Cộng hòa e sợ Thì theo sự đánh giá của tôi với bao nhiêu tin tức tôi nhận được Thì tôi cho rằng đó chỉ là gài độ với nhau để đi sâu hơn Chứ còn nếu mà họ muốn dismiss it, Motion for summary judgment để dismiss Thì chắc cũng dễ thôi Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Gia Hùng chiều ngày 2 tháng 1 năm 2020 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.